Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ về công tác y tế, 3 ngày Tết cả nước đón chào gần 7.700 cháu bé chào đời. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, tổng số bệnh nhân đang điều trị sau 3 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn là 109.840 trường hợp, tăng 14,7% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Tổng số ca phẫu thuật các loại là 7.291 ca phẫu thuật cấp cứu, tăng 3,3%. Trong đó, số ca phẫu thuật cấp cứu là 1.908 ca, tăng 11%. Cũng trong 3 ngày nghỉ Tết, tổng số ca đỡ đẻ, mổ đẻ trên cả nước là 7.680 ca, tăng 9,6%. Tổng số bệnh nhân ra viện là 73.092 người, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số khám cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong ngày là 3.017 trường hợp, giảm 10,7%. Trong đó, số lượt nghi tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.569 trường hợp. Số chuyển tuyến trên điều trị là 341 trường hợp. Như vậy, tính đến 12 giờ ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn, sau 3 ngày nghỉ có tổng cộng 9.920 ca khám cấp cứu nghi do tai nạn giao thông, giảm 14,4%. Số ca khám cấp cứu nghi do tai nạn giao thông chiếm 6,6% tổng số ca khám cấp cứu. Sau 3 ngày nghỉ đã có 453 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ, không có ca tử vong. 55 trường hợp cấp cứu do tai nạn vũ khí, vật liệu nổ tự chế, 24 trường hợp phải nhập viện điều trị, theo dõi. Theo Bộ Y tế, số tai nạn liên quan đến giao thông giảm mạnh cả số khám, số nặng chuyển tuyến trên và số ca tử vong. Tai nạn do pháo nổ tăng so với Tết năm trước. Thưa quý vị, hôm nay mùng 3 Tết, giá rau xanh như là cải cúc, cải mơ ở nhiều chợ dân sinh tại Hà Nội tăng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với ngày thường. Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội thì giá rau xanh hôm nay tăng cao so với ngày thường, như là giá cải cúc, cải mơ, rau cần được bán với 15.000 đồng một bó, su hào 12 đến 15.000 đồng một củ, súp lơ xanh là 20.000 đồng một cái. Nhiều tiểu thương cho biết là ngày thường nhiều người mua nên là mỗi bó rau chỉ lãi 500 đến 700 đồng, nhưng ngày Tết thì khách mua rất là vắng, do đó giá rau xanh tăng gấp đôi và gấp ba. Từ hôm nay ngày 12 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức trao quyền quyết định chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục thay vì là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh lựa chọn như trước. Mỗi cơ sở giáo dục thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch vì quyền lợi của học sinh. Hội đồng xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục, phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng. Chậm nhất 20 ngày trước phiên họp đầu tiên của tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên chuyên môn học nghiên cứu các sách giáo khoa của môn học, viết phiếu nhận xét đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Thưa quý vị, năm 2024, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Kỳ thi của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong 3 đợt. Đợt 1 tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày 29 đến 31 tháng 3, đợt 2 tổ chức tại Long An từ ngày 10 đến 11 tháng 5, đợt 3 diễn ra tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5. Còn kỳ thi đánh giá năng lực riêng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì sẽ chỉ có một đợt thi duy nhất, dự kiến vào ngày 11 tháng 5 năm 2024. Lịch thi các môn gọn trong một ngày và giữ ổn định như các năm trước. Kết quả bài thi này được 8 trường Đại học Sư phạm công nhận. Là một trong các địa phương thực hiện khá hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thời gian qua, tuy nhiên cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, vấn đề giải quyết trụ sở dôi dư sau sắp nhập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn là vấn đề khó. Đây là trụ sở bị bỏ hoang sau dôi dư do không xử lý hiệu quả sau sắp nhập. Từ trụ sở đang được sử dụng hiệu quả, trụ sở trở nên hoang phế, bỏ không. Trong khi đó, nơi tiếp nhận thì chật chội do cán bộ quá đông. Tính đến ngày 12 tháng 10 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn 923 công sở nhà đất công, bao gồm trụ sở làm việc, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, chưa được bố trí sử dụng hoặc chuyển đổi mục đích công năng sau sắp nhập. Sau khi mà sắp nhập, ở trên địa bàn huyện Thạch Thành chúng tôi có 3 cái trụ sở là dôi dư ra. Đấy. Thì hiện tại bây giờ cũng chưa được xử lý và rất là lãng phí. Chúng tôi cũng mong muốn rằng xử lý cái tài sản công này làm sao đó sớm để không bị lãng phí cơ sở vật chất, rồi là hư hỏng xuống cấp rất là nhanh và lãng phí như vậy. Câu chuyện về tài sản dôi dư sau sắp xếp thì trong cái giai đoạn trước chúng tôi cũng đã
có rất nhiều cái chỉ đạo để các địa phương xây dựng cái phương án xử lý tài sản dôi dư. Hiện nay thì tỉnh cũng đã và đang chỉ đạo rất là quyết liệt nội dung này để làm sao tất cả cái tài sản dôi dư sẽ được xây dựng một cái phương án xử lý cho nó hiệu quả và nhanh nhất. Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thành phố trên cả nước sẽ tiếp tục sắp xếp bài toán trụ sở dôi dư. Nếu không có phương án xử lý, thì tới đây con số dôi dư lãng phí công sở nhà đất sẽ tiếp tục tăng lên, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước. Chương trình xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 2, một đoạn đê bao dài khoảng 50 mét tại cồn Thanh Long, xã Quế Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bị sạt lở nghiêm trọng. Do vào thời điểm chiều cường lên cao, nước sông Cổ Chiên tràn vào bên trong theo đoạn sạt lở này đã làm ngập sâu các vườn cây ăn trái và nhà người dân. Vị trí sạt lở đang có dấu hiệu mở rộng, tuy nhiên do nước còn dâng cao nên chưa thể gia cố. Các hộ dân phải di dời đồ đạc lên vị trí cao để tránh bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đang đến khảo sát xem xét hướng hỗ trợ gia cố điểm sạt lở. Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo Công an thành phố, Ban an toàn giao thông thành phố tăng cường kiểm soát, có các phương án không để bị động trong các tình huống bất ngờ, đặc biệt là các ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến trục chính ra vào thành phố. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cũng sẽ tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm có lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Dự kiến lượng người dân từ các nơi về TP.HCM sau những ngày về quê đón Tết và đi du lịch đầu xuân sẽ bắt đầu tăng từ ngày 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết, cao điểm là các ngày 14-15 tháng 2, tức mùng 5, mùng 6 Tết và những ngày sau đó, áp lực giao thông vẫn còn rất lớn. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn như Hữu Nghị, Tân Thanh nghỉ dịp Tết Nguyên đán đến ngày 14 tháng 2. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 2, hai cửa khẩu này sẽ mở lại và thông quan các lô hàng của doanh nghiệp đăng ký trước từ ngày 14 đến 17 tháng 2 năm 2024. Riêng cửa khẩu Chi Ma không nghỉ, nhưng trong thời gian từ ngày 10 đến 17 tháng 2 năm 2024, chỉ làm thủ tục thông quan cho nhóm hàng đăng ký trước. Từ ngày 18 tháng 2 năm 2024, tất cả các cửa khẩu đường bộ tại Lạng Sơn trở lại hoạt động bình thường. Thời điểm cuối năm 2023, đầu năm 2024, lưu lượng khách xuất nhập cảnh và phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn tăng cao so với thời điểm khác trong năm.